Xin chào anh em quay trở lại với Cá.com, mình là Hoàng đây. Và như anh em biết thì đa số màn hình bây giờ sẽ đều là màn hình 144Hz, có những màn là 180Hz, 165Hz, 240Hz và có những anh em còn sử dụng màn 360Hz đến từ Asus nữa. Nhưng liệu có gì đặc biệt ở một chiếc màn hình 100Hz nhỉ? Hãy cùng tìm hiểu ở trong video này nhé. Rồi, đây là chiếc màn hình Asus TUF Gaming VG1A Series và em này là 23.8 inch anh em ạ. Chính xác hơn cái mã của nó sẽ là VG246H1A. Đó. Em này thì là một chiếc màn hình 24 inch có tần số quét là 100Hz và điều khiến cho nó đặc biệt là bởi vì đã hy sinh về tần số quét thế nên là chiếc màn hình có rất nhiều công nghệ. Thứ nhất, nó sử dụng tấm nền IPS. Thứ hai, nó có công nghệ LMB Sync. Cái này là công nghệ gọi là Black Frame Insertion để giảm thiểu cái motion blur, tức là cái bóng mờ khi anh em di chuyển hình ảnh ấy, và tạo nên một hình ảnh nét hơn, sáng hơn và đẹp hơn rất nhiều. Thêm nữa chúng ta sẽ có phản độ 0.5 MPRT. Cái này thì không cần phải quá quan tâm. Và cùng thì sẽ phủ là 110% sRGB anh em ạ. Bây giờ cùng bạn unbox nó nhá. Đây rồi. Cuối cùng thì cũng ra anh em ạ. Vậy thì trong hộp chúng ta sẽ có gì? Đầu tiên là chúng ta sẽ có một cái hướng dẫn sử dụng của Asus này. Đấy, hướng dẫn sử dụng để trông rất đẹp đẽ nhá. Tiếp theo nữa chúng ta sẽ có một cái phần của chân đế. Ngoài ra chúng ta sẽ có hai dây, một là chiếc dây HDMI tặng kèm của Asus và một chiếc dây là dây nguồn. Và chúng ta sẽ có những cái ốc để gắn vào VESA. Mình chưa biết VESA gì nhưng mà cùng xem nhá. Ở trong hộp chúng ta sẽ còn có một phần chân nữa này. Và tiếp theo chúng ta sẽ có đó chính là tấm nền. Tấm nền của nó thì bây giờ mình sẽ cài đặt lên cho anh em xem. Vậy thì với mức giá 3 triệu chúng ta nhận được gì? Mình nhắc lại nhá, em này chỉ có 3 triệu mà thôi. Chúng ta sẽ có một tấm nền IPS này, mình đã nói rồi, 24 inch Full HD 100Hz và phản hồi 0.5 MPRT. Ngoài ra thì chân của đế của em này ấy sẽ có chức năng là ngửa cụp này, nhưng mà không xoay không xiết thì anh em nhá. Thêm nữa thì sẽ có tổng cộng là hai cổng kết nối màn hình là HDMI cả, và một đầu cắm audio vào đây để cho anh em dùng. Và mình, một điểm mà mình cực kỳ thích ở trên màn hình này đó chính là dù nó chỉ có mức giá rất rẻ nhưng nó vẫn dùng ở bên trong này nhá, nguồn nội bộ, tức là em chỉ cần cắm cái dây nguồn PC vào là lên màn hình thôi, không vấn đề gì hết. Tuy rằng là một chiếc màn hình 3 triệu thôi nhưng mà chúng ta vẫn có đó chính là các nút joystick nha anh em nhá. Đây, các nút joystick này và những nút quick setting ở đây. Mình thực sự rất thích joystick bởi vì đơn giản anh em di như này dễ dàng hơn rất nhiều khi mà việc kiểu bấm cái nút điều hướng bằng cái nút này, bởi vì nó không cùng một chiều anh em hiểu không, nên là sử dụng joystick tuyệt vời hơn rất nhiều nha. Và về thiết kế thì thực sự là đúng là ngôn ngữ của TUF. Chúng ta sẽ còn có thêm cả một dòng Asus ở đây. Đằng sau thì sẽ có một số cái đường viền rất là hầm văn hố ở xung quanh này để tạo nên cái ngôn ngữ của chiếc màn hình gaming. Nhưng mà bây giờ hãy cùng xem rằng diệu rằng với mức giá 3 triệu thì nó có thể làm được gì nhá. Ok, vậy thì máy móc đã lên xong xuôi rồi anh em ạ. Con màn này lên thì mình có thể thấy rằng là một màu rất ổn áp, không vấn đề gì cả. Nhưng để xem nhá, vào cái xa hạc còn biết luôn, biết ngay đây. Để xem độ chuẩn màu, nhìn qua một chút thì anh em có thể thấy màu đỏ của em này chưa tươi đến như vậy, tức là cái độ chuẩn màu của nó chưa hẳn đảm bảo hoàn toàn nhá. Và đây là kết quả mình, anh em có thể thấy đây, kết quả test màu của mình và anh em có thể tự đánh giá nhá. Rồi, nhưng hãy cùng thử kiểm chứng những cái chức năng, cái tính năng của một chiếc màn hình 3 triệu như nào nhá. Em này bảo là có AMD FreeSync. Bây giờ cùng thử xem ra nào. Hiện tại nếu mà anh em khi bắt đầu vào, anh em sẽ không nhìn thấy bất kỳ một cái gì cả ở đây, bởi vì đơn giản là chiếc màn hình tự động sẽ vào chế độ Power Saving Mode, nên là chúng ta sẽ phải tắt cái chế độ này đi, trở về Standard này. Ok luôn. Và nếu mà anh em nhìn trong góc này, nó đang ghi là 100 Full HD 1080p 160Hz, bởi vì 60p 60Hz, bởi vì chúng ta đang dùng 60Hz anh em ạ. Nên là sẽ phải ra setting này, bấm vào setting chi tiết này, control panel này, xong rồi nhớ chỉnh nhá, PC đúng không, đây 100Hz apply rồi, ok đấy. Và nếu mà anh em bật lên thì anh em sẽ thấy lại đấy, 100Hz rồi, đầy đủ luôn, không thiếu gì cả. Bây giờ hãy cùng bắt đầu tiếp nào. Variable overdrive thì cái này sẽ giúp cho anh em làm một cái, đó chính là để đạt được con số 0.5 MPRT này thì họ nhà sản xuất thường để level 5, nhưng mà như thế nó sẽ bị rất là nhiều bóng mờ. Đây, úi dồi ôi, mờ lắm anh em ạ. Nếu mà để vừa 5 thì hơi mờ. Bây giờ mình để thử khoảng tầm 2 xem nào.
Đấy, tầm 2, 3 là, 13 là hài lòng này, bắt đầu 4 là nhiều và 5 là siêu nhiều luôn. Thì mình nghĩ rằng ở level 3 là chuẩn rồi. Tiếp theo ở FreeSync thì chúng ta đã để on. Bình thường những màn hình FreeSync ấy là nếu mà anh em cắm với cả các Nvidia thì nó sẽ có ghi là G-Sync compatible. Nhưng vì lý do đó mà trên màn hình lại không hiện lên, ảo ấy. Nhưng mà không sao, thực sự khi mà anh em chơi với cả những chiếc máy như này ấy, thì anh em không cần phải quá quan tâm tới cái vấn đề G-Sync hay FreeSync. Bởi vì G-Sync và FreeSync nó chỉ hoạt động khi mà anh em xuống tầm FPS thôi. Chẳng hạn như là khi mà anh em ở 100fps thì nó sẽ chạy ở 100Hz. Khi mà anh em chạy ở 60fps thì nó chạy ở 60Hz để đảm bảo là sync cái tần số quét với cả FPS của màn hình. Nhưng nếu anh em chơi những tựa game như là Liên Minh Điện Thoại Cisco mà 200fps, 400fps, 500fps thì thực sự G-Sync và FreeSync là không cần thiết lắm. Tiếp theo thì chúng ta đang có ELMB, nhưng mà tại sao mình lại không thấy? Thì mình nhớ là như là phải tắt motion cái gì đi thì mới bật được ELMB. Đúng rồi, phải tắt FreeSync đi thì mới bật ELMB anh em ạ. Đây thì mình bật turbo em. Thì cái tính năng này tại sao nó lại tối khi mà mình bật ELMB lên thì tại sao nó lại tối? Cái câu trả lời thì chúng ta đó chính là ELMB là Black Frame Insertion, tức là chúng ta sẽ thêm những cái tấm đen, thêm những cái đen lên để đảm bảo rằng là không có motion blur anh em nhá. Rất là hay. Thì khi mà anh em đọc về cái tính năng này ấy, khi đây này, có một cái thứ, có hai thứ ảnh hưởng tới cả cái độ mờ. Thứ nhất là tần số quét, thứ hai là cái công nghệ Black Frame Insertion này. Tần số quét sẽ giúp cho cái màn hình nó đỡ bị mờ hơn bởi vì nó có nhiều frame hơn. Còn cái công nghệ kia thì sẽ giúp cho đảm bảo là khi mà chúng ta, tức là hình đúng không, lúc mà từng cái frame hiện ra này, frame hiện, xong nó lại tắt đi, xong nó frame lại hiện, nó tắt đi để đảm bảo rằng không bị bóng mờ. Bởi vì khi mà anh em sử dụng cái này và bởi sử dụng overdrive thì nó sẽ như kiểu nó lại ép xuống cái màn lên, nó bắt buộc chúng ta phải chạy lên và khiến cho cái màn nó bị mờ đi, nó tạo ra những cái trail ghosting đằng sau hoặc là invert ghosting, nên cái cảm giác dùng rất là khó chịu. Đây, nếu mà nhìn anh em có thể để ý rằng là cái hình ấy, nếu mà anh em đi theo mắt thì thấy cái hình nó nhìn trông nét luôn, nhưng đang bị một cái điều đó chính là bị hai lần hình nhé, ba lần hình luôn. Mình đã không biết tại sao lại là có ba lần hình, nhưng bây giờ cùng thử vào trong game để xem như nào nhá. Game Plus, Game Visual này, ok, không còn gì cả. Brightness cũng bị giới hạn rồi. Mình đang sẽ để ELMB ở Standard xem sao. Còn bởi vì khi mà mình bật cái Turbo lên thì đúng là nét hơn thật đấy, nhưng mà hình như cái độ double hình nó bị nhiều hơn một tí. Bây giờ cùng thử vào CSGO xem như nào nhá. Hơi tối nhỉ, bật ELMB lên hơi tối thật. Độ sáng này chắc giảm mất một nửa rồi. Nhưng mà đây là trong cái studio, môi trường gọi là đèn studio của mình nhá. Còn nếu mà với độ sáng này mà mình chơi ở nhà mà phòng tối như của mình ấy thì thực sự là không có vấn đề gì cả, mình cảm thấy như vậy. Còn bây giờ thì cùng thử xem nào. Có một cái điều mà mình nhận thấy rằng là đúng một cái vấn đề là khi mà mình di bằng cái ELMB thì đúng là mọi thứ cảm giác nó nét hơn, nhưng đang bị một cái điểm yếu là bị nhiều kiểu double frame ấy, kiểu nó sẽ có, nó không phải là bóng mờ nữa mà nó sẽ là một bóng, một hình to, một bóng nhỏ ở đằng sau. Mình đã không biết tại sao lại như thế. Đây, nếu mà anh em để ý vào cái cửa, nếu khi mà mình chơi này, nó bị cái cửa này thì nó sẽ có kiểu một bóng, hai bóng này. Còn cái kia như kiểu là một cái motion blur nguyên ấy, nguyên một cái motion blur ấy, mình đã không biết là như nào. Các anh sub có thể gọi là trả lời cho em đúng không ạ? Đây, nếu mà như này đúng không? Nó có bóng mờ rất rõ luôn, một cái bóng mờ nó đi theo này. Không phải là rất rõ mà kiểu mình nhìn thấy được là cái khung này đang bị mờ đi, cái khung này đang bị mờ đi. Nhưng khi mình bật lên thì đúng, khi mà gì nó nét hơn, nhưng lại đi kèm theo đấy là thêm hai một cái cửa nữa, một cái hình cái cửa nữa kiểu ấy. Mình không biết là thế nào ấy, bởi vì bản thân mình chưa trải nghiệm cái công nghệ này ở màn cao cấp hơn của Asus nên mình chưa thể nào mà nói được. Mình cũng vừa bảo anh em rồi là đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm ELMB. Đây là có thể bởi vì đây là chiếc màn 3 triệu nên là công nghệ nó bị như thế, cái tấm nền nó chỉ như vậy thôi. Thế nên là mình không thể nào nói rõ được và mình không nghĩ rằng đây là một cái setting mà anh em nên bật lên ở chiếc màn hình này. Với một chiếc màn hình cao cấp hơn, ví dụ như 2K hay là gì đấy, 240Hz của Asus ấy, thì mình đảm bảo đấy là setting cực kỳ đáng để bật. Nhưng mà có vẻ đây không phải là điều nên có ở trên chiếc màn này. Bởi vì nhá, nó sẽ bị kiểu double frame ấy, hơi khó chịu một tí. Đấy, nếu mà để ý thì nó sẽ bị double frame ở khu vực này, khó chịu lắm. Còn nếu mà tắt đi thì off à, thì nó không bị double frame nữa nhưng mà nó bị mờ. Đấy, nó bị mờ, thấy rõ được mờ rồi. Thấy kiểu nó rõ ràng là có cái motion blur như ở đằng sau ấy. Đấy. Nhưng đến đây thì anh em bảo là
Thế mà này, chơi cho cái gì? 100 hẹt dành cho cái gì? Mình thấy rồi nhá, Asus đang cố gắng hướng cái màn này vào những đối tượng chơi game FPS entry. Bởi vì 3 triệu là một cái tầm giá rất là thấp cho một chiếc màn hình gaming luôn. Thế nên là họ đang hướng tới những game thủ FPS. Nhưng mình nghĩ rằng em này lại hợp lý vô cùng với cả những người chơi MOBA. Tại sao? Thì đầu tiên nhá, đây, tại sao này? Anh em bảo là 60 lên 100 hertz thì chỉ là 40 hertz thôi, chứ chả là cái gì cả. Bây giờ thử tính cái gọi là cái delay nhá. Calculator đúng không? Ok, 1 giây mà có 60 frame thì sẽ là bao nhiêu? 16 mili-giây nhá, 16,6 mili-giây. Nhưng bây giờ 1 giây mà có 100 frame thì sao? Thì sẽ là 10 mili-giây. Ok. Thế bây giờ lấy cái này chia cho 0,016 thì tức là chúng ta sẽ có bao nhiêu? 0,01 chia cho 0,016 thì tức là chúng ta sẽ có 60%, được chưa? Tức là cái con này nó chỉ có độ delay bằng 60% thôi. Tức là cái em này nhanh hơn, nhạy hơn so với cả một chiếc màn hình 60 Hz khoảng tầm 40%. Cái này thì hợp lý hơn so với cả những bạn chơi game MOBA. Bởi vì ở trên MOBA ấy, họ không bao giờ có tracking đâu, họ không trên thực sự nhá. Đây, nếu mà anh em chơi game MOBA, anh em không bao giờ tracking như này, mà anh em chỉ gọi là nhìn tổng quan tổng thể cả một cái máy và muốn có một cái hình sắc nét nhất có thể. Và anh em chơi lưu bình thoại, bao giờ anh em flick chuột không? Trừ khi nào anh em kiểu đang hit and run thì flick, nhưng mà flick khoảng cách rất là ngắn. Thành ra là mình cảm thấy rằng chiếc màn hình này hợp hơn rất nhiều so với cả những tựa game FPS, so với cả những tựa game MOBA. Mà nhá, một điều nhá, là mình rất khó nhận ra cái độ mượt của 60Hz và 144Hz trên những tựa game lưu bình điện thoại. Đúng là 60Hz mình cảm giác nó không mượt bằng, nhưng mình không cảm thấy khó chịu đến như thế. Thế nên mình nghĩ rằng 100Hz là một thứ nằm giữa 144 và 60 và không bị phải chi quá nhiều tiền, hợp lý cho những tựa game MOBA. Thế nên là nhá, nếu mà bây giờ anh em mua màn này ấy, mình nghĩ rằng nhiều người sẽ marketing nó cho FPS, nhưng mình nghĩ rằng mình thấy rằng nó hợp lý hơn so với cả những tựa game MOBA. Nếu anh hứng thú với một chiếc màn như này ấy, và đang muốn một chiếc màn hình giá rẻ để chơi game kiểu liên minh điện thoại Dota 2 một cách mượt mà nhất, êm dịu nhất mà nét nhất ấy, thì mình nghĩ rằng anh em nên mua em này. Còn nếu mà anh em hứng thú với cả những chiếc màn hình FPS ấy, thì mình nghĩ rằng nó tăng lên tiền một chút, ở khoảng tầm thêm 1 triệu nữa phải, là có những chiếc màn hình Asus TUF 180Hz phát IPS cơ, chơi mượt mà vô cùng. Đó, nếu mà anh em hứng thú thì mình sẽ để đường link ở dưới mô tả anh em nhé. Còn nếu mà anh em cảm thấy video này hay và hữu ích thì hãy bấm like và subscribe nha. Còn cuối cùng thì cảm ơn anh em đã xem video này và hy vọng gặp lại anh em tại video sau.